Xin chào các bác nhá. Hôm nay là 24 Tết rồi các bác ạ. 24 tháng Chạp. Và hiện tại thì em đang đứng ở một cái chợ, một phiên chợ biên giới giáp giữa Trung Quốc với lại Việt Nam. Ở đây chợ này có tên là chợ Mốc Chín, như ở địa phương bọn em hay gọi là chợ Mốc Chín. Và ở cột mốc 358 tại địa bàn xã Bạch Đích, huyện Yên Minh. Hôm nay là một phiên chợ cuối năm cho nên là rất là đông, phải nói là rất là đông bà con đến từ khắp nơi. Các bác có thể nhìn thấy là xe bọn em phải gửi cách khu chợ hơn 1 km phía bên kia. Và ở đằng này các bác nhìn thấy là rất là nhiều xe. Hôm nay phiên chợ cuối năm cho nên là phải nói là một rừng xe luôn. Và lên trên này thì chúng ta thấy kiến trúc của bên Trung Quốc, những cái gian chợ của bên Trung Quốc thì rất là đẹp, các bác nhìn rất là đẹp, sặc sỡ. Và bây giờ em sẽ đưa các bác xuống chợ khám phá xem là chợ Mốc Chín, chợ biên giới ở trên vùng cao thì một phiên chợ biên giới vùng cao cuối năm thì nó sẽ như thế nào. Ở trên này thì hiện tại nó đứng ở cái vị trí cao nhất, thì ở đây quan sát được tất cả, gần như là tất cả cái sự náo nhiệt của cả phiên chợ này. Bây giờ là đã là hơn 9 giờ rồi nhưng mà người đổ về vẫn rất là đông các bác. Rất là đông luôn các bác. Đông. Thôi bây giờ mình đi xuống chợ đi. Bây giờ mời các bác theo chân em xuống chợ. Các bác có thể nhìn thấy cái phiên chợ này được họp ở tại một cái ngã ba có giáp danh giữa Trung Quốc và Việt Nam. Ở phía bên này thì các bác nhìn thấy đây. Đây là công trình kiến trúc cũng như nhà của Trung Quốc đây. Các chú cảnh sát của Trung Quốc đang đứng ở kìa. Đó. Đây là một cái ngã ba sang sang cái khu vực bên tay trái này thì đã là Trung Quốc mất rồi. Và ở đây thì nghe nói là có rất là nhiều cái mặt hàng cấm được bày bán, và hôm nay em sẽ đi đưa các bác đi xem là ở đây người ta bán những cái gì nhá. Đi đâu nhà anh ơi? Đợi mày nói. Nó đi đâu ấy? Là một cái phiên chợ cuối năm nên là các bác thấy là rất là đông, vô cùng đông luôn, di chuyển rất là khó. Đây là một cái cánh cửa các bác, cánh cửa bước sang bên này thì đã là đất Trung Quốc rồi. Ở đây thì các anh biên phòng làm rất là đông, rất là nghiêm. Đây chính là cái cánh cửa mà ngăn cách giữa Trung Quốc và Việt Nam anh. Ôi, cảnh sát Trung Quốc. Đây là những cái chú cảnh sát Trung Quốc đây các bác. Đây à, đã là đất Trung Quốc rồi, xe Trung Quốc này các bạn. Ôi, khiếp đông thế. Các bác thấy bên Trung Quốc nó khác Việt Nam nhiều. Rất là đông. Một rừng người, một biển người luôn.
đi dạo vòng thôi nhỉ. Có sợ không? Ờ, sẽ đi một vòng. Có là dưới kìa. Có là dưới lớp. Gì đó? Thật sự rất là đông các bác ạ. Phải nói là rất là đông luôn. Cái gì đấy? Không biết nữa. Cái kiến trúc nhà của người dân Trung Quốc ở đây thì rất là khác Việt Nam các bác ạ. Bây giờ em sẽ đi sang hẳn đất bên Trung Quốc để đưa các bác đi một vòng xem chợ biên là chợ Trung Quốc ở vùng cao thì nó như thế nào. Chưa, đây là lần đầu tiên em đến đây các bác, nên là mọi thứ vẫn rất là bỡ ngỡ, có một chút hơi sợ sợ. Đây là cơ quan Trung Quốc đây, anh cảnh sát Trung Quốc đây. Chỗ này chắc là chỗ thông hành ấy đúng không? Nhìn thấy hộ chiếu này. Wow, xinh gái chưa? Chị này xinh quá. Đây thì có rất là nhiều các hoạt động các bác, có là đổi tiền này, buôn bán những cái mặt hàng mà và chỉ có ở bên Trung Quốc mới có thôi. Ở đây thì lại rất là tự do, đốt pháo thoải mái, nhưng mà sang đất Việt Nam thì nó lại là một câu chuyện khác rồi các bác. Ở đây họ vẫn bán thịt lợn đấy. Xin mời. Tuấn có dự định mua cái gì không? Chơi là ai cho nó sướng. Ở bên Trung Quốc thì các bác thấy đây chính là cái hệ thống camera của Trung Quốc này. Ở chợ nhưng mà người ta lắp camera rất là hiện đại, không như ở bên Việt Nam thì chỉ có lắp ở chỗ đèn giao thông thôi. Ui, nhiều loa thế. Đường mà mình mua đốt thì nó sợ hơn. Pháo bông pháo thì có hẳn một cửa hàng pháo không á? Hẳn một cái cửa hàng bán pháo này. Như này mà ở Việt Nam thì đã ăn cơm của nhà nước mất rồi. Đi bóc lịch đủ thứ. Bóc lịch đủ thứ rồi. Thế thì mình xem cái loa nhỉ? Em thích rồi đấy. Ở đây cũng có rất là nhiều tiểu thương ở Việt Nam sang buôn bán ở đây. Em đoán là như thế bởi vì nhìn cách nói chuyện thì rất là giống các tiểu thương người Việt Nam.
Kè nè, lế nè. Rực rỡ quá. Tiền tàu. Tiền âm phủ của tàu. Rất nhiều, rất nhiều. Đây các gian hàng bán quần áo dân tộc Mông rất là đẹp, dân tộc Mông bên Trung Quốc là quần áo như này các bác. Đẹp quá. Trời. Đây là cái trò chơi các bác ạ. Bắn trúng thì được cái đồ vật đứng bên cạnh tương ứng. Cũng như các hội chợ khác ở Việt Nam thì cũng đều có những cái trò chơi như thế này. Đây là một cái cửa hàng bán pháo các bác, đại lý pháo. Rất nhiều pháo này. Ui dồi, nay mà đốt thì phê khỏi nói nè. Rất nhiều pháo các bác. Một chợ pháo. Rất là nhiều pháo nhưng mà chỉ được nhìn thôi các bác ạ, không dám mua đâu. Để mua thì khi mà ra đến cái cửa kia thì các anh biên phòng các anh ấy hết. Mình ra đây xem thử pháo các bác ạ. Rất là phê. Đúng là chợ biên thì rất là náo nhiệt các bác. Bên này là Trung Quốc rồi đúng không? Hay là vẫn là Việt Nam nhỉ? Bên này là Trung Quốc. Trung Quốc à? Vâng. Wow, phê quá. Sang bên này thì đốt pháo thoải mái luôn các bác. Đây kìa, đang quay kìa. Đây pháo bông rồi. Wow. Sướng. Đừng có dại mà đốt ở gần đây. Ồ, phê lắm. Đây, mà khu bên này đã là gia đình ở các... Không, đây pháo bông mà. Bên này đã là những ngôi già của Trung Quốc rồi các bác. Ui dồi ôi. Đúng là phải sang đất Trung Quốc thì mới được sống một cách gọi là... Tàu à? Tàu rồi, đây là tàu rồi đúng không? Tàu á? Ừ. Nhìn nhà với đường của nó trước như này cơ mà.
mua. Đây nào. Thôi bây giờ em đưa các bác đi tiếp tục khám phá chợ biên không? Quả hoa các bác. Nhưng mà cái này nó bắn lên trời chứ anh nhỉ? Đúng không? Cái này bắn lên trời đúng không? Bay lên trời đúng không? Ừ. Còn lâu đấy. Nổ bây giờ đó. Đấy, đừng có nhảy sang đây nha. Hết hơi đấy. Mày đi ngó xem nào. Mày xem. Phê quá. Mỗi quả thôi nhỉ? Hay quá, lần đầu tiên thấy pháo hoa các bác. Pháo này chỉ lấy đi sinh nhật thôi. Cổ đây các bác. Hai con công rất là đẹp. Công bên Phượng đây. Hai con công đẹp quá các bác. Ở đây có một cái dịch vụ rất là hay, đó là chụp ảnh các bác ạ. Ở đây thì các thợ ảnh sẽ chụp ảnh cho những người mà muốn chụp ở đây luôn, chụp với hai con công đây. Công với Phượng em cũng chẳng rõ nữa nhưng mà rất là đẹp đấy. Và có hồ, có mô hình nữa. Mỗi lần chụp như này là khoảng 5 đồng tiền tàu. Thì tương ứng với hơn 15.000 tiền Việt các bác. Đây là gian mà bán quần áo trang phục dân tộc Mông đây. Cái này, cái